Rõ đấy, với kênh chia xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video lên có bóc mẫu xe đạp đua BGTOM, một xe đạp Phùng Nhơn đến từ một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng ở trên toàn thế giới rồi, thương hiệu của Nhật. Và chiếc xe này thì có mang tông màu đen kèm với chỉ đỏ rất là đẹp nữa nhé. Khung nhôm sơn xi thì cũng còn rất là đẹp luôn nhé, các bác có thể nhìn trên hình vẫn giữ cái độ bóng mới rất là tốt. Và thì chiếc xe thì được trang bị bộ chuyển động Shimano Soza với 9 tầng níp, gạt đĩa Shimano đùi đạp trục rỗng Shimano Soza với 2 tầng đĩa, cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Phanh, cùm phanh của xe thì cũng được sử dụng là cùm phanh 3 mảnh từ thương hiệu Shimano. Trên phần ghi đông của xe thì được trang bị bộ tay lắc cũng là Shimano Soza luôn các bác nhé. Vành bánh của xe được sử dụng là vành bánh 700C. Và một cái cặp vành nhôm cao bản khoảng 2 phân các bác nhé. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size của chiếc xe đo từ trong cục đạp đến khóa yên là 48 cm. Thì khóa yên cái tâm cổ phốt là 52 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 như là phù hợp. Các bác chuyển động là Shimano Soza với 9 tầng líp và 2 tầng đĩa cho 18, xe có 18 tốc độ khác nhau. Chuyển động lên xuống cực kỳ mượt mà các bác nhé, rất là êm ái. Đi rất tốt, sử dụng toàn bộ đồ của Shimano. Thì chiếc xe đang có giá bán rất tốt, bên em chỉ có là 9 triệu thôi các bác nhá. 9 triệu bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền vào ảnh 5 các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những xe khác và các bạn lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.